hoan theo ngày tháng, nụ hồng xóa giang sâu đông, mang hương hoa cuộc sống ngặt ngào từng bước em thơ. Lại đuốc có trong lời thơ, ấy đuốc ước mơ học trò, lấp lánh sẽ chia nhọc nhằn, vượt qua vất vả hướng về ngày mai. Xuân Hiếu xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thắp Sáng Niềm Tin của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý khán giả, ngay lúc này thì Xuân Hiếu đang có mặt tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để giới thiệu và chia sẻ đến với quý vị và các bạn hoàn cảnh của em Lê Thị Ước, học sinh lớp 12A3, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cuộc sống gia đình em Ước hết sức khó khăn. Đã có lúc dường như con đường học vấn của em phải dang dở giữa chừng khi cha của em bị bệnh ung thư mới vừa qua đời cách đây hơn một tháng. Và bản thân mẹ của em do tuổi ngày một lớn nên sức khỏe cũng có phần yếu đi và vì thế công việc cũng rất là bấp bênh. Tuy nhiên, với một lối sống tích cực, ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống và muốn hiện thực hóa ước mơ của mình trở thành một cô giáo trong tương lai, điều đó đã trui rèn và thôi thúc cho em Lê Thị Ước cố gắng hết mình vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và chia sẻ với hoàn cảnh của em Lê Thị Ước nhé. Vốn là những nông dân nghèo, vợ chồng bà Nguyễn Thị Nỉ làm lụng quanh năm, mà cuộc sống vẫn không thoát khỏi những khó khăn. Khi đặt tên cho đứa con gái út của mình là Lê Thị Ước, cha mẹ em gửi gắm cả niềm mong ước lớn lao vào tương lai của mình. Ông bà thầm mong cho con sẽ được học hành để đừng lặp lại cuộc đời nghèo khó ít học như cha mẹ. Cuộc sống thiếu trước hụt sau khiến cho anh chị của Ước không được học hành mà phải sớm phụ giúp gia đình mưu sinh. Anh trai của Ước không được đến trường, lớn lên làm công việc chạy ghe mướn khắp nơi. Còn người chị của em được học đến lớp 9, đi làm thuê cho lò gạch. Cuộc sống bấp bênh vẫn không thể thoát khỏi cái dòng luẩn quẩn của khó nghèo. Thấu hiểu được nỗi lòng của cha mẹ và anh chị, em Lê Thị Ước luôn nêu cao tinh thần vượt khó, phấn đấu nỗ lực hết mình trong học tập cũng như trong cuộc sống. Ngày trước, cả gia đình của Ước sinh sống giữa cánh đồng Quạnh Hiêu nằm cạnh núi Ba Thê thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Dù điều kiện học tập thiếu thốn vất vả, kể cả nguồn điện thắp sáng cũng không có, nhưng suốt mấy năm học tiểu học rồi đến trung học cơ sở, Ước đều là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của trường và đạt học sinh giỏi môn ngữ văn dòng huyện. Với mong muốn chuyện học hành của Ước được tốt hơn nên cha mẹ em di chuyển đến xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cả gia đình được một người bà con cho ở nhờ trong căn nhà nhỏ. Hàng xóm thương tình kéo điện thắp sáng cho em học bài hàng đêm. Vùng đất này là vùng chuyên canh rau màu nên cần nhiều lao động làm thuê. Nhờ vậy mà mỗi ngày cha mẹ em đều được thuê thu hoạch rau, làm đất, trang trải cuộc sống và nhất là lo cho em được đến trường. Ngoài giờ học, Ước vẫn thường theo cha mẹ ra đồng rau, khi thì cuốc đất, xịt thuốc, lúc lại thu hoạch rau. Những tưởng cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua, tuy nghèo khó, nhọc nhằn nhưng em rất hạnh phúc vì em được học hành, được sống trong vòng tay yêu thương chở che của cha mẹ. Nào ngờ cha em bị tai nạn gãy chân trong lúc đi làm thuê. Đến bệnh viện mới phát hiện ông mắc phải căn bệnh ung thư ruột thời kỳ cuối. Dù gia đình vay mượn nhiều nơi cố gắng chạy chữa, nhưng vì bệnh tật dài dò, ông đã qua đời chỉ một tuần sau khi phát bệnh. Nóng quá chừng luôn á. Sáng nay là em đi bỏ mối rau ngoài chợ hả? Dạ, em bỏ mới về chị. Rồi cái bó rau này em chừa lại là để về nấu ăn luôn. Dạ. Ủa bình thường thì cái công việc làm thêm của em là đẩy rau ra chợ bán như vậy hay là mình có đi thu hoạch rau này kia ở ngoài vườn không em? Dạ có chị. Buổi chiều thì mình tranh thủ thời gian em đi học về sớm á. Em nhổ rau xong rồi em bó lại, sáng em phụ mẹ đi giao rau. Rồi em đi làm thêm như vậy đó thì nó có ảnh hưởng nhiều đến cái thời gian em học tập không?
Dạ, ảnh hưởng thì cũng không có nhiều lắm chị, tại mình phải tranh thủ mình sắp xếp thời gian để mình làm thêm phụ gia đình để mà có tiền trang trải việc học. Vậy cái tiền công mà em đi làm thêm từ cái việc mà mình đi thu hoạch rau như vậy đó thì người ta trả cho em như thế nào? Dạ thưa chị, bữa thì tùy theo bữa chị, có hôm thì mình làm được thì khoảng từ sáng đến trưa khoảng vài chục nghìn vậy đó. Còn có hôm trời mưa hoặc là không có công việc làm thì mình ở nhà mình làm công việc nhà. Mà có đều không em? Tức là ngày nào em cũng dạ, có việc để làm không? Dạ không có chị, có bữa làm, có bữa không có làm. Tại vì công việc đồng áng mà chị nó không có đều như công việc khác. Hình trên đường chị vô nhà em đó thì chị thấy là hình như ở cái xã Kiến An của mình là không có trồng lúa đúng không em? Mà chị dạ, thấy là bà con trồng rau quá chừng luôn. Dạ dạ đúng rồi chị. Vậy là đây là cái vùng giống như là chuyên canh rau. Dạ đúng rồi. Vậy thì cái công việc mà em đi phụ mà thu hoạch rau như vậy thì nó cũng một phần nào đó nó cũng đỡ đần cho em trong cái việc trang trải chi phí hàng ngày đúng không nè? Dạ đúng rồi chị. Nhà em có gần đây không? Dạ nhà em gần đây nè chị. Tí nữa là tới rồi. Vậy hả? Hay dạ, là bây giờ mình đi về nhà em luôn đi ha. Dạ. Vô luôn em. Ba em mất là lâu chưa? Dạ ba mất có khoảng cách đây khoảng được một tháng rồi chị. Cái hồi mà ba còn sống đó thì bình thường là ba em làm công việc gì? Dạ ba làm rau ngoài sau rồi tranh thủ thời gian đi làm mướn cho người ta đi cút đất luôn đó chị. Hay là nhỏ hành phụ cho mẹ để có tiền mà lo cho em học. Coi như là ai kêu gì làm nấy. Có những cái việc gì mà có thể là kiếm ra được đồng tiền thì ba em cũng đều nhận làm hết. Rồi cái lúc mà ba mất đó thì em có ở cạnh ba hay không? Dạ, tại lúc đó là ba ở bên Long Xuyên chị, mà em thì em đi học ở bên đây. Ba lúc nào cũng nói con gắng học đi, dù ba mặn cực khổ nào ba cũng lo cho con được hết. Cho nên là hôm nay là dẫu ba mất rồi và ba đi cũng không kịp trăn trối với em điều gì, nhưng mà những cái lời dặn dò của ba khi còn sống thì em luôn nhớ và cố gắng trong cái chuyện học của mình đúng không? Dạ, lúc nào em cũng nhớ lời ba dặn. Nhưng mà chị Hiếu đến thăm gia đình em, rồi biết hoàn cảnh gia đình của em, ba thì mới mất, mẹ thì tuổi cũng lớn rồi nè, rồi thu nhập thì cũng không ổn định nữa. Vậy rồi cái chuyện học hành của em, chị cũng sợ là đôi khi em phải gián đoạn giữa chừng đó. Em có nghĩ đến điều đó không? Dạ, nhiều lúc em cũng có nghĩ chị, tại vì cuộc sống gia đình khó khăn quá. Rồi em nghĩ tới những ngày mà mình chuẩn bị đi thi đại học, mình không có tiền. Rồi mình vào học đại học, mình lại không có tiền. Em nghĩ là không ai lo cho mình được hết. Em sợ tới lúc đó mình phải nghỉ học, mà em nghỉ học thì sẽ không làm được gì hết. Mình không thể nào thoát nghèo được. Trong cái dáng hình của em bề ngoài là một cô gái khá là yếu ớt nè, ốm nè, ốm so với cái lứa tuổi của em, thì em cái chuyện này nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của em trong cái chuyện học hành không? Dạ có chị, nhầm khi em mệt quá em học không nổi chị. Tại nhầm khi ở nhà mình ăn không đủ, mình vô trường học nhiều quá chị. Rồi ở trong trường á, những lúc em đi học không ở nhà không có cho tiền em theo do là mình không có tiền. Rồi em có chia sẻ với mấy bạn hoặc là mình có bạn thân để mà mình tâm sự hay không, hay là em chịu đựng một mình? Dạ có, các bạn trong lớp ai cũng thương em, cũng quan tâm em với chị. Nhiều khi mấy bạn mua đồ ăn lên cho em ăn nữa. Nhưng mà em có bao giờ cái sự cảm thông của các bạn nó lại làm cho em giống như là mình cảm giác mình mặc cảm không? Hay là em lại cảm thấy là mình được tiếp thêm sức mạnh để mà mình cố gắng mình vượt qua cái khó khăn đó? Dạ, em không thấy mặc cảm, tại mình thấy là mình thật sự khó khăn, mình cần sự giúp đỡ. Khi mà có người giúp đỡ thì mình nên cố gắng vượt qua khó khăn đó để làm tốt hơn. Chặng đường học cấp phổ thông thì cũng sắp xong rồi, còn có một năm nữa thôi. Nhưng mà chị Hiếu thấy là bây giờ cái gánh nặng ở trong gia đình dường như là dồn hết lên đôi vai của mẹ em. Mà bây giờ ở trong nhà mình lại vừa mới có một cái số nợ mà phải mượn để mà lo cho ba em. Em có biết là nhà mình nợ bao nhiêu tiền không? Dạ, em nghe mẹ nói là nợ khoảng 15 triệu tiền đi mổ cho ba chị. Em có nghe mẹ tâm sự những cái lo lắng của mẹ khi mà ba mất, cũng như là những cái lo lắng của mẹ cho cái chuyện học của em không?
Dạ, mẹ sợ em buồn, mẹ không biết nói, mẹ ngồi, nhiều khi em thấy mẹ ngồi một mình mẹ khóc. Nhưng em hiểu là mẹ lo. Ừ. Rồi những cái lúc mà em thấy mẹ khóc một mình như vậy đó, thì cái tâm tư, cái tình cảm của em lúc đó dành cho mẹ, cho gia đình mình là như thế nào? Thôi em cảm thấy thương mẹ lắm. Nhưng mà nhiều lúc em muốn nghỉ học để lo phụ cho mẹ nhưng mà mẹ không cho. Rồi em suy nghĩ là em nói thôi không được, mình phải đi học mới được. Tận cùng trong khó khăn thì em vẫn nuôi cái ý chí là phải quyết tâm học. Bình thường em đi học là mất khoảng bao lâu mới tới được trường? Dạ, có khoảng nửa tiếng nếu mà em chạy, nửa giờ đồng hồ nếu em chạy nhanh chị. Ừ. Vậy là ví dụ những ngày nào mà tăng tiết học hai buổi là em ở lại trường luôn hay là có về nhà không? Dạ, là em tranh thủ em về nhà em ăn cơm em đi học chị. Cho nó đỡ tốn kém. Dạ, không? Cho đỡ tốn tiền. Trong cái điều kiện gia đình của mình khó khăn, thiếu thốn, trăm bề như vậy đó, mọi cái gánh nặng ở trong nhà là dồn lên vai ba mẹ em. Rồi bây giờ ba mất là dồn lên vai mẹ. Nhưng mà chị Hiếu vẫn thấy được ở em cái lối sống rất là tích cực. Tức là em cũng cố gắng hết mình, cũng lạc quan, không bi quan và cũng không mặc cảm với số phận. Thế thì từ đâu, từ những cái yếu tố như thế nào mà em rèn được cho mình cái lối sống tích cực như vậy? Do cái điều kiện hoàn cảnh sống khó khăn thì mình phải cố gắng mình vươn lên. Rồi mình phải vượt qua những cái, sau những cái lần mà em vượt qua những cái khó khăn từ những cái chặng đường trước thì em càng nghĩ hơn là trong những cái thời gian qua mình phải có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn và phải cố gắng học tập để có một cái nghề nghiệp ổn định, để thoát nghèo và phụ mẹ, lo lại cho mẹ. Cũng như là nếu mình mà có điều kiện hơn nữa thì mình lại giúp đỡ các bạn như là có hoàn cảnh giống mình ngày xưa. Chị mong em cũng sẽ tiếp tục giữ vững cái niềm tin, cái ý chí mà quyết tâm vượt qua khó khăn. Em cảm ơn chị. Từ khi cha qua đời, chuyện học hành của Ước ngày càng gặp khó khăn hơn. Có lúc gần như gia đình rơi vào bế tắc vì những khoản nợ nần, vì cuộc sống trở nên dần sa sút khi mất đi người trụ cột. Nhưng em vẫn mãi ghi nhớ lời dặn dò của ông: dù nghèo khó nhưng phải ráng học. Và với em, lời yêu thương nhất dành cho cha bây giờ sẽ không gì khác hơn là học, học để thoát nghèo. Em tin rằng có cố gắng hôm nay thì ngày mai sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Khác hẳn vẻ ít nói trầm ngâm của lần trò chuyện ở nhà, đến lớp chúng tôi bắt gặp hình ảnh một cô lớp phó học tập tự tin hoạt bát trong lớp học 12A3 này. Ước luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua học tập trong lớp và nhiệt tình giúp đỡ các bạn trong học tập. Chính những cố gắng nỗ lực không ngừng mà thành tích của em Ước không những được giữ vững mà ngày càng tiến bộ. Điểm trung bình các môn học đạt 8.9. Ước được chọn tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi môn khoa học xã hội lẫn môn khoa học tự nhiên vì em là một học sinh giỏi toàn diện. Với em, điều ước của cha, của cả gia đình là mong cho em được học hành đến nơi đến chốn, như một tia hy vọng lóe lên giữa cuộc sống còn bộn bề lo toan. Và niềm hy vọng ấy lớn dần theo thời gian, trở thành động lực, niềm tin giúp em nỗ lực không ngừng để tìm cho gia đình một con đường mới, một bến bờ tương lai tươi sáng. Xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các em học sinh đang cùng đến tham dự buổi lễ trao học bổng của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin đang được diễn ra tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, em Lê Thị Ước, học sinh lớp 12A3 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh đã từng ngày vượt qua khó khăn trong cuộc sống, phấn đấu để đạt được những thành tích cao nhất trong học tập. Và ngày hôm nay, để tiếp sức cho em trên con đường học vấn, chương trình Thắp Sáng Niềm Tin sẽ trao tặng cho em suất học bổng đặc biệt trị giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên, trước khi đến với phần trao học bổng dành cho em Lê Thị Ước, ngày hôm nay chương trình cũng sẽ dành tặng 10 suất học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty ADC phối hợp thực hiện, dành tặng cho 10 em học sinh vượt khó học giỏi của huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Giờ đây xin được mời các em có tên sau sẽ cùng tiến lên phía trước để nhận học bổng Trần Đại Nghĩa. Ở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh, xin mời các em Lê Thị Triều Tiên lớp 12T3, Lê Thị Cẩm Hồng lớp 12C2, Trần Thị Ngọc Nhi lớp 12C4, Lê Trung Hiếu lớp 12C10, em Lê Duy Thụy lớp 10C2. Ở trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, mời các em Trần Khánh Linh lớp 12A2, trường Trung học Phổ thông Mỹ Hội Đông,
em Nguyễn Văn Sắc lớp 12A5, em Lê Thị Mỹ Huyền lớp 11A1. Ở trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thị Hưởng xin mời em Trương Dạ Hân lớp 12C9 và em Nguyễn Thị Bảo Trân lớp 12C1. Kính mời ông Trương Phước Công, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang sẽ đại diện cho chương trình Thắp Sáng Niềm Tin trao tặng học bổng Trần Đại Nghĩa đến 10 em học sinh vượt khó học giỏi của huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang với mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng. Và giờ đây, chương trình Thắp Sáng Niềm Tin sẽ tiếp sức cho em Lê Thị Ước, học sinh lớp 12A3 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh trên con đường học vấn, bằng cách sẽ trao tặng cho em suất học bổng trị giá 20 triệu đồng. Xin được mời em Lê Thị Ước sẽ tiến lên phía trước để nhận học bổng Thắp Sáng Niềm Tin. Kính mời thầy Trần Duy Thấm, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh sẽ đại diện cho chương trình Thắp Sáng Niềm Tin trao tặng suất học bổng trị giá 20 triệu đồng đến em Lê Thị Ước, học sinh lớp 12A3 của trường. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hoàn cảnh gia đình của em Lê Thị Ước hết sức khó khăn. Ba em bị bệnh ung thư vừa qua đời cách đây hơn một tháng và bản thân mẹ em do lớn tuổi nên công việc cũng hết sức bấp bênh. Và ngày hôm nay như để chia sớt một phần gánh nặng trong cuộc sống đối với gia đình của em Lê Thị Ước, chương trình Thắp Sáng Niềm Tin sẽ dành tặng một phần hỗ trợ cho gia đình thông qua hình thức rút thăm may mắn. Giờ đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời mẹ của em Lê Thị Ước sẽ cùng tiến ra phía trước để đến với phần rút thăm may mắn mà chương trình dành tặng cho gia đình. Thưa cô, bên tay phải của cô sẽ có tất cả là 6 nhãn hàng thuốc bảo vệ thực vật tương ứng với 6 tấm bảng logo. Và trong 6 tấm bảng logo này thì sẽ có 5 tấm bảng trị giá, mỗi tấm bảng là 10 triệu đồng. Và có 1 tấm bảng mang giá trị đặc biệt là trị giá 39 triệu đồng. Lúc này cô có thấy hồi hộp không ạ? Dạ, cũng hồi hộp. Và bây giờ cô cho con hỏi là trong số 6 tấm bảng này cô sẽ chọn bảng ở vị trí số mấy? Số 6. 10 triệu đồng. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Phạm Hòa, đại diện cho nhà tài trợ công ty ADC sẽ trao tặng số tiền hỗ trợ này. Kính thưa quý vị, vậy là chúng ta đã vừa chia sẻ niềm vui với gia đình của em Lê Thị Ước khi gia đình nhận được sự hỗ trợ từ chương trình trị giá là 10 triệu đồng và bản thân của em Ước nhận được suất học bổng đặc biệt từ chương trình Thắp Sáng Niềm Tin trị giá 20 triệu đồng. Không chỉ có thế, trong buổi lễ trao học bổng ngày hôm nay, em Lê Thị Ước cũng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chia sẻ từ các nhãn hàng thuốc bảo vệ thực vật thuộc công ty ADC. Và bây giờ xin được mời em Lê Thị Ước sẽ một lần nữa tiến lên phía trước để tiếp tục nhận những sự chia sẻ này. Câu lạc bộ nông dân ADC tại tỉnh An Giang sẽ hỗ trợ cho gia đình của em Lê Thị Ước 50 kg gạo. Xin được trân trọng kính mời đại diện câu lạc bộ nông dân ADC tại tỉnh An Giang trao tặng sự hỗ trợ này. Em xin gửi lời cảm ơn đến chương trình Thắp Sáng Niềm Tin công ty ADC đã trao cho em suất học bổng này. Xin cảm ơn đến toàn thể quý thầy cô và các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh trong suốt thời gian qua đã không ngừng động viên, giúp đỡ em vượt qua khó khăn. Xin cảm ơn các nhãn hàng đồng hành của công ty ADC đã trao cho em các phần quà này. Em xin hứa sẽ tận dụng số tiền này vào đúng mục đích học tập để vươn lên và tiến đến xa hơn trên con đường học vấn. Tiếp theo sau đây thì nhãn hàng thuốc hép thuộc công ty ADC cũng sẽ trao tặng cho em một suất học bổng trị giá là 1 triệu đồng và kèm với đó là 100 quyển tập. Xin được trân trọng kính mời ông Trương Phước Công, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang sẽ trao tặng phần quà này. Nhãn hàng Kodatushi Group sẽ trao tặng cho em một chiếc xe đạp để em làm phương tiện đến trường. Xin được kính mời thầy Trần Duy Thấm, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh sẽ trao tặng phần quà này. Nhãn hàng mì gói Indomie sẽ gửi tặng cho gia đình em Ước một chiếc TV. Kính mời thầy Phan Việt Chương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh sẽ trao tặng phần quà này. Nhãn hàng gạo Tứ Quý sẽ trao tặng cho gia đình em một nồi cơm điện. Kính mời thầy Lê Thanh Bình, Bí thư Đoàn Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh sẽ trao tặng phần quà này.
Quý vị và các bạn thân mến, để buổi lễ trọc bổng của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin ngày hôm nay diễn ra tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh được tốt đẹp, cũng như là trong suốt quá trình những người thực hiện chương trình Thắp Sáng Niềm Tin chúng tôi tìm về ngôi trường này để thực hiện chương trình về em Lê Thị Ước, học sinh lớp 12A3 của nhà trường, thì những người thực hiện chương trình chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ phía ban giám hiệu trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh. Và nhân trong buổi lễ trọc bổng ngày hôm nay, thay cho lời cảm ơn chân thành, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Phạm Hòa, đại diện cho nhà tài trợ công ty ADC, sẽ trao tặng kỷ niệm chương lưu niệm đến đại diện ban giám hiệu nhà trường. Và một lần nữa xin được trân trọng kính mời thầy Trần Duy Thắm, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh sẽ đón nhận kỷ niệm chương từ chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với việc mang đến niềm vui cho mỗi nhân vật của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin được nhận học bổng, thì khi buổi lễ diễn ra tại bất kỳ một ngôi trường nào đó thì chúng tôi cũng sẽ dành tặng phần bốc thăm may mắn cho những học sinh đang theo học tại ngôi trường này. Và trong buổi lễ ngày hôm nay thì chương trình đang được diễn ra tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh. Và bây giờ Xuân Hiếu xin được mời tất cả các em học sinh của trường, chúng ta sẽ cùng tham gia vào phần bốc thăm may mắn. Hiện tại ở đây trong thùng thăm này thì có rất là nhiều lá thăm của các em học sinh đã được ghi tên cũng như là lớp mà các em đang theo học. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên hai em học sinh sẽ bước vào phần bốc thăm may mắn với những phần quà của chương trình đã chuẩn bị sẵn. Đó có thể là máy tính bảng, là xe đạp, là phần thưởng mang giá trị về mặt tinh thần, hoặc đó cũng có thể là tràng vỗ tay động viên, vân vân. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là hai món quà sẽ được trao tặng cho hai em học sinh may mắn của trường ngày hôm nay sẽ là hai món quà gì và ai sẽ là người may mắn nha. Bây giờ chị sẽ đi xuống phía bên dưới và chị sẽ mời một bạn sẽ chọn giúp giùm chị hai lá thăm. Có bạn nào xung phong không? Rồi, chị mời em. Kính thưa quý vị và các bạn, trên tay của Xuân Hiếu hiện tại đang cầm là hai lá thăm đã được chọn ra từ một em học sinh của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh. Và bây giờ chúng tôi sẽ công bố tên của hai bạn may mắn và mời hai bạn sẽ cùng tiến lên phía trước để tham gia vào phần bốc thăm. Và đầu tiên Xuân Hiếu xin được chúc mừng cho một em học sinh ở lớp 11C6. Lớp 11C6 các em ngồi ở đâu? Xin được chúc mừng bạn Nguyễn Thị Ngọc. Một bạn học sinh thứ hai sẽ bước vào phần bốc thăm may mắn. Đó là em học sinh cũng ở lớp 11C6. Đó là em Nguyễn Văn Vũ. Rồi bây giờ chị mời hai em sẽ mở cái nắp hộp quà ra và sẽ chọn giúp giùm chị một lá thăm ở trong hộp quà. Chị đang cầm cái phiếu thăm của em Ngọc trước cho nên chị sẽ công bố trước nha. Và phần quà dành cho em đó là một chiếc xe đạp. Và bây giờ chị sẽ tiếp tục công bố phần quà dành cho em Vũ. Nếu mà nhận được phần thưởng là tiền thì mình sẽ đãi các bạn đi ăn chè ha. Bởi vì em sẽ nhận được số tiền từ chương trình trị giá là 1 triệu đồng. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời thầy Trần Duy Thắm là hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh sẽ đại diện cho chương trình Thắp Sáng Niềm Tin trao tặng hai phần quà may mắn đến hai em học sinh của trường. Em Ngọc có đôi lời muốn chia sẻ với tất cả chúng ta về cái món quà này. Xin mời em. Chị là em món quà này thì nhà em thì đã có xe đạp thì em sẽ nhường phần quà này lại cho bạn chút lớp 11C6. Tại vì em biết hoàn cảnh bạn cũng không được có được khá giả nên em sẽ nhường lại cho bạn. Xin được cảm ơn tấm lòng và sự chia sẻ của em Ngọc. Và chị Hiếu xin được mời em chút là bạn cùng lớp với lại em Ngọc. Em sẽ lên nhận món quà mà bạn mình trao tặng với cái tất cả tình cảm và sự sẻ chia của những người bạn đồng lớp với nhau. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vậy là trong buổi lễ trọc bổng của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin ngày hôm nay, chúng ta đã được chứng kiến những giây phút hết sức là xúc động. Mong rằng với tất cả những sự quan tâm, chia sẻ đầy ý nghĩa như thế này sẽ là động lực, là niềm tin để giúp cho em Lê Thị Ước tiếp tục có thêm sự tự tin, bước tiếp trên con đường học vấn của mình. Và đến đây thì chương trình Thắp Sáng Niềm Tin kỳ này xin được khép lại tại đây. Giờ đây Xuân Hiếu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Là con cho em ngày đêm học hành, bằng sức sống trong tay hăng say ngày tháng, dấu trăm ngàn bước chân còn sát gai cuộc đời.
dòng nước khi lớn dòng người khó lúc không giờ là ánh sáng cho em muốn vui vào trưa và bóng mát tương lai yên vui cuộc sống. Cảm ơn người đã cho ngắt mắt hương cuộc đời chẳng tiếng ca vui mừng vững vàng một niềm mơ.